Mình ơi, hôm nay đi thu hoạch đậu que mà không có được nhiều lắm bà. Cả nhà ơi, bị con chim á ăn ngọn hết rồi, nó ăn ngọn, nó ăn lá hết. Thử là chỉ được có một tí thôi, chắc khoảng chục dĩa nhỏ đủ người ăn thôi. Không có đi ra hái được. Cô nàng em ấy bự lắm rồi luôn nè. Ăn cũng không có được nè, được bao nhiêu à? Đó, được mấy cái cũng đỡ, có còn hơn không. Bây giờ cái này bên này của mình gần hết hết mùa rồi, 1 ký có 19 đô lận đó, mắc lắm. Cho nên là mình trồng được cái gì thì mình thu hoạch cái đó để mà ăn. Nó tốt, nó không có phân, nó là organic, phân thiên nhiên, cho nên là mình cứ tận dụng nó đi ha. Tận dụng nó đi, có bấy nhiêu thì hái bấy nhiêu. Gần hết mùa rồi cả nhà. Còn một em ở đây, em ở đây nữa. Rồi xong đây rồi cả nhà ơi. Được có bấy nhiêu thôi nè. Đấy, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Mình đi kiếm thu hoạch nữa mà không có.